Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân sinh sống tại thôn 1, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng về hành vi lợi dụng tín nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Văn Khánh, cán bộ tư pháp xã Lộc Phú, cùng bà Lưu Thị Ba, vợ cũ ông Khánh, chiếm đoạt tài sản. Các khu đất có tổng diện tích 12.214m2 thuộc thửa 116, tờ bản đồ số 5 và thửa 54, tờ bản đồ số 4, được Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ, số L026150, ngày 17 tháng 2 năm 1998, hai thửa đất được cấp chung sổ đỏ mang tên ông Ca Tàng, được đem vay thế chấp tại ngân hàng, nay đã quá hạn trả tiền, ngân hàng phát mãi tài sản, khiến người dân đang sinh sống hợp pháp yên ổn có nguy cơ bị đẩy ra đường. Khu đất đây là tôi mua ông Ca Tàng là năm 2000, khu đất diện tích là 2.011m2, là sử dụng từ năm 2000 tới giờ. Mà năm 2000 tôi mua, tôi có xây dựng cái nhà ở và sinh sống tới nay. Thì năm 2021 là tôi mới phát hiện là cái sổ đỏ đây là đứng tên bà Lưu Thị Ba của ông cán bộ tư pháp xã Lộc Phú, đã đi vay ngân hàng rồi. Từ đó tới nay tôi có làm đơn gửi tất cả các cơ quan, nhưng mà làm đơn tố cáo nhưng mà đến nay cũng chưa được giải quyết cho nó rõ ràng. Từ cái năm mua tới bây giờ cứ sống yên ổn vậy thôi, chứ còn sổ đỏ thì chưa tách ra, tôi còn sống yên ổn chứ chưa có tranh chấp một ai ở trên khu đất này hết. Ở lâu năm tôi cũng muốn tách sổ ra, chứ mà cái cuốn sổ ra là hồi xưa mua là ông Ca Tàng ông có hai mảnh đất trên một cuốn sổ, thì cái ông Hà Hữu Thí cũng ở trong xóm, ông mua đất chứ mà ông giữ sổ, nhưng mà ông không có cho mình mượn cái sổ để mà sang tên. Vụ việc bắt đầu cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Thắm, ngụ xã Lộc Phú, người đại diện cho các hộ giữ sổ đỏ của các thửa đất trên, đã giao sổ đỏ gốc của những thửa đất này cho ông Nguyễn Văn Khánh, công chức tư pháp xã Lộc Phú, chồng cũ của bà Ba, nhằm nhờ ông Khánh làm thủ tục tách ra một số sổ đỏ mới cho các hộ đang canh tác, sử dụng đất dựa trên sổ đỏ gốc số L026150 đứng tên Ca Tàng. Chờ đợi quá lâu nhưng vẫn không nhận được sổ đỏ mới. Nhiều lần bà Thắm đến hỏi ông Khánh để lấy lại sổ đỏ gốc. Tuy nhiên, ông Khánh nói đã để thất lạc, sẽ tìm và trả cho bà Thắm sau. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng chưa được tách sổ đỏ, đầu tháng 10 năm 2021, các hộ dân bàng hoàng phát hiện toàn bộ thửa đất đã được sang tên cho bà Lưu Thị Ba, trú tại thôn 1, xã Lộc Phú, là vợ cũ ông Khánh. Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú, cung cấp hợp đồng ông Ca Tàng sang nhượng cho bà Lưu Thị Ba thửa đất số 116, tờ bản đồ số 5 và thửa 54 tờ bản đồ số 4, tổng diện tích 12.214m2 với giá 50 triệu đồng. Cái đất này ngày xưa mình chỉ bán cho ông Hào Huệ, không bán cho Lưu Thị Ba. Đến bây giờ tự nhiên năm 2019 là bà có sổ đỏ là đi lừa tôi đi ra phòng công chứng nên tôi mới ký. Đấy. Chính qua thì lấy cái báo chí rằng nợ hồi xưa ông giới mua thôi, chứ không có là cái hợp đồng mà mua bán. Hợp đồng mua bán là chỉ là nó đây là nó dàn cảnh để nó mới lừa coi như là ông Ca Tàng thôi. Đây là nó sắp xếp nó dàn cảnh. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Ca Tàng đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc bà Ba lừa đảo. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc nêu trên. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm của các hộ dân đối với ông Nguyễn Văn Khánh.